Chị Minh kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Jenny trả tiền bảo vệ an ninh gấp 34 lần từ khi bỏ phiếu chống ông Trump. Một sư bảo thủ chống vaccine phải nhập viện vì Covid-19. Công ty sách bị Facebook khóa miệng sau bài gọi Trung Quốc là kẻ thù. Việt Nam kêu gọi đóng góp 400 triệu Mỹ Kim để mua vaccine. Nữ bệnh nhân 37 tuổi là người đầu tiên ở Sài Gòn tử vong vì Covid-19. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì sau nhiều năm trả rất ít hoặc là hoàn toàn không trả cho chi phí bảo vệ an ninh, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng sau khi bỏ phiếu thuận luận tội trúc phế Tổng thống Donald Trump vì kích động nổi loạn tại Quốc hội, dân biểu Lee Cheney của đảng Cộng Hòa phải trả tổng cộng là 58.500 Mỹ Kim để tìm sự an toàn cho bà. Trong vòng 2 tuần qua, sau khi bà bỏ phiếu ủng hộ trúc với ông Trump, ban tranh cử của nữ dân biểu Cheney trả 22.500 Mỹ Kim cho công ty Common Exclusive Service và trả 46.000 cho ba cựu mật vụ khác để bảo vệ an ninh cho bà trong thời gian còn lại của quý đầu tiên năm 2021. Gần đây, một nhân viên an ninh được phái bảo vệ cho vị dân biểu là con gái của cựu tổng thống Dick Cheney, theo xác nhận của Sở Cảnh sát Quốc hội. Bà Cheney trước đây chưa bao giờ chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho dịch vụ an ninh trong quý đầu tiên của những năm không ra tranh cử. Trong ba cuộc vận động tranh cử trước đây, bà chỉ trả dưới 2.000 Mỹ Kim cho các dịch vụ bảo vệ và không bao giờ nhiều hơn 1.012 Mỹ Kim trong một mùa tranh cử. Không chỉ một mình vị nữ dân biểu từ Wyoming, nằm trong trường hợp phải trả hàng chục ngàn để bảo vệ an ninh mà các dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu luận tội trúc với ông Trump đều tăng khoản tiền này như thượng nghị sĩ Pat của Florida à, trả tổng cộng là 70 000 Mỹ Kim, thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah trả 43 000 Mỹ Kim và cũng như là dân biểu là John Cato New York trả 19.874 Mỹ Kim. Quay sang phần tin khác, thì kính thưa quý vị, ông Rick Wells là một mục sư bảo thủ tại Florida, nổi tiếng chống chích ngừa vaccine, đã phải nhập viện vài ngày trước đây vì Covid-19, đại NBC News loan tin vào thứ Tư ngày 2 tháng 6. Ông giảng cho các tín đồ rằng nỗ lực chích ngừa cho chính phủ Joe Biden thực hiện là một chiến dịch diệt chủng. Hôm thứ Ba, mục sư cho biết ông đã nhập viện vì Covid-19 với những triệu chứng như sưng phổi và khó thở. Đến cuối ngày thì ông đã được xuất viện, nhưng người vợ rất đuối Thông báo trên được viết ở trang web là TrueNews.com do chính vị mục sư này sáng lập, nơi ông truyền bá những quan điểm kỳ thị đồng tính, phân biệt chủng tộc và các thuyết âm mưu thù ghét khác, khác. Mục sư còn chưa biết là con dâu cũng đã nhập viện trong tình trạng cơ thể bị ói mửa, mất nước rất nặng và con trai cũng đã có những triệu chứng COVID-19 trong thông báo vào hôm thứ ba. À, ngoài ra, con gái bắt đầu nhúm bệnh, con rể và cháu ngoại rất yếu, một nhân viên bệnh viện rất nặng. Tuy nhiên, thì có ba người trong nhóm đang phục hồi, theo thông báo của vị mục sư. Quay sang phần tin khác, thì ông Nguyễn Văn Phước, tổng giám đốc công ty sách là First News Trí Việt, được ghi nhận trong tình trạng không thể post gì trên trang cá nhân sau một bài đăng với tiêu đề đã đến lúc gọi đích danh China, tức là Trung Quốc, là kẻ thù của Việt Nam và nhân loại ông phước được biết đến là người cho biên soạn cuốn gạt ma phòng trọ bất tử đề cập về cuộc hải chiến chống quân xâm lược trung quốc tại đảo đá Gạch Ma vào năm 1988 và mệnh lệnh không được nổ súng được cho là của tướng Lê Đức Anh. Sau nhiều lần phải sửa đổi nội dung thì cuốn sách này được ra mắt hồi năm 2018 nhưng sau đó bị tạm ngưng phát hành và đến nay chưa có dấu hiệu được cho in lại. Hiện bài đăng trên trang cá nhân của ông Phước đã bị xóa nhưng được nhiều bạn bè của ông đăng lại và thác tên ông trong bài viết, ông phước cáo buộc Trung Quốc không bao giờ thừa nhận tội ác di chủng này khởi nguồn bắt từ viện nghiên cứu vi trùng học viện lớn nhất của Trung Quốc đặt tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, như bao lần tường tuyên, tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời tổ tiên cổ đại mà không có bằng chứng. Ngoài cuốn Gạt Pha, Gạt Ma vòng tròn bất tử thì ông phước còn mua bản quyền và cho dịch thuật cuốn Đừng chết chữ tay của Trung Quốc của kinh tế gia Peter Navarro. Nhưng tác phẩm này không thể phát hành tại Việt Nam vì nội dung nhạy cảm. Ông Phước thông báo chia sẻ link bản ebook để bạn đọc tải về miễn phí. Qua sang một tin khác của Việt Nam, thì hôm 2 tháng 6, thì báo Vietnamnet cho hay Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đã lên kế hoạch mua vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 75 triệu người với kinh phí khoảng 25.200 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Trong đó, gần huy động đóng góp từ người dân và doanh nghiệp là 9.200 tỷ đồng. Theo truyền thông của Việt Nam, thì các khoản đóng góp của người dân và doanh nghiệp đều phải được góp qua quỹ vaccine phòng dịch Covid-19 do chính phủ thiết lập. Tuy vậy, thì một số tờ báo tự tổ chức quỹ riêng như chương trình triệu liều vaccine cho công nhân nghèo của báo lao động. Đáng lưu ý là các báo chỉ dẫn phát ngôn của lãnh đạo kêu gọi người dân góp tiền, nhưng không hề cam kết về một tổ chức độc lập giám sát quỹ, trong lúc điều mà công luận đang quan ngại nhất là những khoản tiền đóng góp qua các hội đoàn, nhà nước thường thiếu yếu tố minh bạch. Liên quan vụ mua vaccine, báo mạng Zing đã dẫn lời ông Alan Kani, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Âu Châu tại Việt Nam, cho rằng là các doanh nghiệp Âu Châu muốn hỗ trợ chương trình tiêm chủng tại Việt Nam bằng cách tự cung cấp toàn bộ thiết bị cho việc tiêm vaccine. Và ông cũng hy vọng là sẽ sử dụng mối quan hệ ở Âu Châu để giúp cho Việt Nam tiếp cận nguồn cung và bảo đảm đủ vaccine cần thiết. Theo ông McKinney, thì khu vực kinh tế tư nhân có thể giúp cho Việt Nam tiến xa và nhanh hơn để nhanh chương trình tiêm chủng thông qua việc từ bỏ chi phí để tiêm vaccine cho lực lượng lao động. Và giải pháp này giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy quá trình tiêm chủng. Trong lúc Việt Nam đang khan hiếm vaccine AstraZeneca, thì báo lao động đã dẫn nguồn Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã đàm phán mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 ngay trong năm nay. Và cùng phần tin kết thúc phần tin buổi sáng ngày hôm nay là lần đầu tiên ở Sài Gòn và khu vực phía Nam có bệnh nhân Covid-19 tử vong kể từ khi dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hồi tháng Giêng năm 2020. Và hiện Việt Nam còn có tới 84 ca bệnh đang ở mức tiên lượng rất nặng, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Sáng ngày 2 tháng 6, Bệnh viện nhiệt đới ở Sài Gòn cho biết ca tử vong là nữ bệnh nhân HTM 37 tuổi và con gái chủ quán bánh canh O Thanh quận 3 với chuẩn đoán là mắc Covid-19 nặng, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Báo tuổi trẻ cho hay là bệnh nhân em là một trong năm ca nhiễm Covid-19, nhiễm biến thể biến chủng Anh liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh O Thanh mà ngành y tế phát chát vào hôm 21 tháng 5. Buộc giới chức Sài Gòn phải mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người và may mắn đến nay chưa phát hiện thêm người nào mắc bệnh có liên quan đến chuỗi này. Và trước đó, khoa hồi sức cấp cứu người lớn của Bệnh viện nhiệt đới đã nhận bệnh nhân là STM được đánh giá rất nặng trong số 6 ca đang điều trị tại đây. Bệnh nhân được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chuyển sang trong tình trạng đang thở máy và lọc máu. Trong những ngày vừa qua, thì tình trạng bệnh nhân diễn biến hô hấp xấu, sốc nhiễm trùng kém, đáp ứng vận mạch điều cao và chưa hết bệnh nhân còn bị cao huyết áp, suy thận mạng giai đoạn cuối và tiên lượng tử vong. Đến sáng ngày 2 tháng 6, nữ bệnh nhân đã tử vong sau 9 ngày điều trị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.